Bạn yêu mến CR7, hâm mộ lối chơi của Jurgen Klopp hay đơn giản là muốn có cho mình một chiếc áo độc đáo mỗi khi ra đường, hãy đến với Cà Bóng Đá. Đặt hàng ngay bằng cách nhắn tin trực tiếp trên fanpage hoặc gọi về số 0898 673 303. Trong thời điểm không có bóng đá, Real Madrid đang sử dụng sân nhà để làm nơi hỗ trợ chống dịch Covid-19 đang bùng phát. Phát biểu trong thông cáo đã đăng tải, đại diện đội bóng thủ đô Tây Ban Nha cho biết, Real Madrid kết hợp cùng với Hội đồng Thể thao cấp cao Tây Ban Nha sẽ thực hiện một chương trình tại thủ đô Madrid để phân phối vật tư, thuốc men phục vụ cho việc chống dịch. Bên cạnh đó, Real cũng hỗ trợ xây dựng cơ sở cho các tổ chức và doanh nghiệp đến và ủng hộ cho Bộ Y tế Tây Ban Nha. Và lúc này, Tây Ban Nha là một trong những nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ dịch bệnh, khi đã có hơn 56.000 trường hợp được xác định dương tính và khoảng 4.000 người đã tử vong. Vừa qua, chính phủ Tây Ban Nha đã phát lệnh giới nghiêm, hạn chế các hoạt động công cộng cho đến hết ngày 12 tháng 4. Hiện tại, các hoạt động thể thao, trong đó có La Liga, đều chưa xác định ngày trở lại. Mikel Arteta lần đầu chia sẻ về những triệu chứng và cảm giác đáng sợ khi nhiễm Covid-19. Sau 2 tuần điều trị, huấn luyện viên của Arsenal khẳng định ông đã khỏi bệnh. Tuy nhiên, huấn luyện viên người Tây Ban Nha cũng thừa nhận nỗi sợ hãi mà Covid-19 tạo ra. Ông phát biểu: "Tôi cảm thấy bản thân mình hồi phục khá nhanh. Tôi đã có một số triệu chứng nhiễm bệnh từ lúc câu lạc bộ gọi điện thông báo chúng tôi có thể nhiễm Covid-19 từ ông chủ Olympiacos. Ngay trong khoảnh khắc đó, tôi đã cảm thấy gì đó không ổn." Mikel Arteta được xác định dương tính với Covid-19 từ ngày 13 tháng 3 và toàn bộ đội hình Arsenal phải tự cách ly sau đó. Cũng từ ca nhiễm của huấn luyện viên này, Premier League chính thức bị tạm hoãn đến ngày 3 tháng 4, sau đó dời ngày tạm hoãn đến ngày 30 tháng 4. Trong nỗ lực nhằm tăng cường sức mạnh cho hàng công, ban lãnh đạo Liverpool mới đây đã hướng sự chú ý tới tiền đạo Ferran Torres của Valencia. Theo Mirror, Torres có mức phí dự phóng hợp đồng 100 triệu euro, tương đương khoảng 92,8 triệu bảng. Thỏa thuận hiện tại giữa anh và Valencia sẽ đáo hạn vào mùa hè năm sau. Hiện tại Valencia đang gặp khó khăn trong việc thuyết phục Ferran Torres gia hạn hợp đồng. Vậy nên ban lãnh đạo Liverpool có thể nhân cơ hội này để thuyết phục Valencia bán viên ngọc quý của mình với giá cả phải chăng, ít ra cũng thấp hơn con số 100 triệu euro nói trên. Đáng chú ý, trước đây Liverpool cũng từng sở hữu một tiền đạo lừng danh có tên rất giống với ngôi sao trẻ của Valencia là Fernando Torres. Trong thời gian khoác áo The Cop từ năm 2007 đến 2011, huyền thoại người Tây Ban Nha đã chơi 142 trận và ghi 81 bàn trước khi chuyển đến Chelsea. Trong thời gian các giải đấu tại Đức cũng như hầu hết các giải châu Âu bị tê liệt vì đại dịch Covid-19, ban tổ chức các giải đấu chuyên nghiệp bóng đá Đức DFL đã đưa ra quyết định chưa có tiền lệ. DFL tổ chức giải đấu cho các đội bóng Đức trên game FIFA 20. Đặc biệt giải đấu này được mang tên là Bundesliga Home Challenge. Đúng như tên gọi, các đội tham dự sẽ tranh tài ngay tại nhà của mình. Họ sẽ đá FIFA 20 online với nhau. Mỗi đội sẽ bao gồm 2 thành viên, một cầu thủ trong đội và một nhân viên của đội bóng. Thành phần tham dự sẽ bao gồm các đại diện của Bundesliga và các đội thuộc giải hạng nhì. Các giải đấu sẽ được tổ chức vào 2 dịp cuối tuần sắp tới, bắt đầu từ thứ Bảy này, 28 tháng 3. Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, PSG vẫn tiến hành đàm phán phục vụ cho mục tiêu ổn định và nâng cấp lực lượng cho mùa sau. Bên cạnh việc trói chân hai ngôi sao Kylian Mbappe và Neymar, giám đốc thể thao Leonardo của đương kim vô địch nước Pháp còn đang tích cực tìm kiếm những mảnh ghép mới. Một trong những nhiệm vụ hàng đầu của Leonardo là tái khởi động thương vụ mua hậu vệ cánh Matteo De Ciglio của Juventus. PSG sẽ mua thẳng De Ciglio mà không cần tới phương án gán thêm cầu thủ như trước. Bởi đội bóng nước Pháp tin rằng trong tình cảnh khó khăn hiện tại, Juventus sẽ lập tức gật đầu trước lời đề nghị 20 triệu euro. Trong thông báo mới đây của AFF, giải vô địch Đông Nam Á AFF Cup 2020 vẫn sẽ diễn ra đúng như kế hoạch từ trước là vào tháng 11 năm nay. Như vậy, các giải vô địch quốc gia tại khu vực ASEAN sẽ cần phải đẩy nhanh tiến độ để có thể kịp hoàn thành và tham dự giải đấu. Cũng theo thông báo từ AFF, giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2020 vốn được lên kế hoạch vào tháng 5 sẽ phải tạm dừng do những diễn biến phức tạp của Covid-19 tại Philippines. Ngoài ra, giải vô địch U18 nữ Đông Nam Á, giải U16 nam Đông Nam Á và giải U19 nam Đông Nam Á dự kiến sẽ được tổ chức lần lượt vào các tháng 6, 7, 8 tại Indonesia cũng sẽ phải chuyển lịch. Giải vô địch các câu lạc bộ ASEAN ACC năm 2020 vốn có kế hoạch khởi tranh vào tháng 4 và tháng 5 năm nay cũng sẽ phải dời sang năm 2021.